và Colin với công thức Power 10 Ovaltine giúp trẻ cao hơn và thông minh hơn mỗi ngày. Ovaltine. Chào mừng các bạn đến với chương trình chung sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta cùng chào đón Đối Ngẫu Nhiên là những nhân viên kinh doanh trong một trung tâm thương mại. Cả nhóm thích mua sắm, ăn hàng, thích chơi kéo co và tham gia các game show. Và đội nắm chắc cơ hội. Các thành viên đến từ một công ty chứng khoán. Tiêu chí cả đội là làm việc hết sức, ăn chơi hết mình, thích mạo hiểm nên say mê nghề chứng khoán. Và người dẫn chương trình của chúng ta hôm nay là giọng nói quen thuộc, nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Chào quý vị và các bạn, tôi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn đến với trò chơi chung sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Hôm nay trước khi chúng ta theo dõi cuộc thi đấu giữa đội Ngẫu Nhiên và Nắm Chắc Cơ Hội, như thường lệ chúng ta sẽ dành ít phút để làm quen với từng đội. Chào đội Ngẫu Nhiên, chào các bạn. Mời đội trưởng hãy giới thiệu về từng thành viên của đội mình. Xin chào các bạn, mình là Quang Thái, là đội trưởng của nhóm Ngẫu Nhiên. Mình rất hân hạnh được tham dự chương trình. Sau đây là thành viên thứ hai. Chào anh Tạm Tâm và chào các bạn. Mình là anh Đào và thành viên thứ hai trong nhóm. Mình rất mong được sự cổ vũ của các bạn. Và đây, xin chào anh Tạ Minh Tâm và chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chung sức của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Em tên là Mỹ Vân, thành viên thứ ba của nhóm. Em rất vui khi được tham gia chương trình và đến với chương trình em mong học hỏi thêm được nhiều kiến thức từ cuộc sống hàng ngày. Mong nhận được sự ủng hộ thật nhiệt tình của tất cả các bạn ạ. Và đây là thành viên tiếp theo. Xin chào quý vị khán giả có mặt tại trường quay và chào anh Tạ Minh Tâm. Em là Mỹ Dào, là thành viên cuối cùng của nhóm Ngẫu Nhiên. Em rất vui khi tham gia chương trình này và mong nhận được sự ủng hộ thật nhiệt tình của tất cả các bạn dành cho cả hai đội chơi ạ. Cảm ơn các bạn và sau đây chúng ta sẽ làm quen với đội Nắm Chắc Cơ Hội. Các bạn nghĩ thế nào, cảm nhận như thế nào trong cái trò chơi chung sức hôm nay mà các bạn chọn cho đội của mình là tên Nắm Chắc Cơ Hội? À, vâng, chào tất cả các bạn ạ. Đội chúng tôi tới từ công ty cổ phần chứng khoán Âu Việt. Phương châm của chúng tôi là khi cơ hội tới là phải nắm, mà đã nắm thì phải nắm thật chặt. Đó chính là ý nghĩa tên đội của chúng tôi. Nắm chắc cơ hội. Yeah. Đội trưởng hãy giới thiệu về từng thành viên của đội mình. Dạ vâng, xin được tự giới thiệu, mình là đội trưởng Hữu Đức. Mình thích đô con như anh Lý Đức, thích đá banh hay như anh Huỳnh Đức. Mình rất mê trò chơi chung sức, cho nên tới đây để thử sức cho nó khỏi ấm mực. Thì các bạn chào các bạn. Tiếp theo mời các bạn làm quen với lại thành viên tiếp theo của đội mình nhé. Chào tất cả các bạn, chào anh Tạ Minh Tâm, mình tên là Hoàng Anh. Sở thích của mình là thích nhà mới toanh, thích đi loanh quanh và uống đá chanh. Mình xin nhận lời cho cô bé áo xanh. Chào, em tên là Huyền Trân, hiện đang công tác tại bộ phận pháp chế. Em thích các anh tử tế, có nhiều tài sản thừa kế, nói vui là thế nhưng mà không phải thực tế. Sau đây mời mọi người làm quen với anh đứng kế. Xin chào anh Tạ Minh Tâm, chào các bạn. Mình tên Minh Đức, tự là Đức Cao, chẳng hiểu vì sao mê nghề chứng khoán. Bạn nào muốn bán liên hệ mình ngay, bạn nào muốn mua mình xin tư vấn. Các bạn chuẩn bị sẵn bài thơ hay lắm và mong rằng các bạn sẽ nắm chắc cơ hội trong trò chơi hôm nay và cách ghi thật nhiều điểm để giành quyền bước vào vòng đặc biệt. Hai đội sẵn sàng. Các bạn hãy nhớ rằng mỗi điểm của chương trình của chúng ta trị giá 10.000 đồng. Cả hai đội đều có thưởng nếu giành được điểm. Xin mời hai đội trưởng dùng bóng đầu. Mời hai bạn bắt tay nhau, chúc may mắn. Đây là câu hỏi thứ nhất của vòng 1. Câu hỏi này chúng tôi đã khảo sát 100 người và có 8 câu trả lời của nhiều người đã được chọn làm đáp án. Số người đồng tình với từng đáp án, đó chính là số điểm của mỗi đáp án. Hai bạn sẵn sàng để giành lấy số điểm đó và giành quyền ưu tiên cho đội của mình khi tôi đọc xong câu hỏi. Theo bạn, loài cây nào có thân ăn được? Mời bạn. Cây có thân ăn được đó là cây rau muống á. Cây rau muống. Dĩ nhiên là rau muống, bởi vì rau muống là món ăn rất phổ biến đối với bữa ăn của người Việt Nam. Nhưng mà có một đáp án có nhiều người đồng tình hơn. Mai Bạc.
Rau má. Rau má. Mời hai đội trở về vị trí. Quyền đầu tiên thuộc về đội nắm chắc cơ hội. Nào, bạn tiếp tục nắm chắc cơ hội nhé. Loại cây nào có thân ăn được? Em nghĩ là rau dền. Rau dền. Rau dền có thân ăn được. Loại cây nào, các bạn hãy nhớ loại cây nào có thân ăn được? Em nghĩ là cây mía. Cây mía. Hay quá, đúng là nhiều người đồng tình nhất. 47 người đồng ý với bạn. Cây mía thân ăn rất ngọt. Mời bạn Minh Đức, loại cây nào có thân ăn được? Thế em nghĩ đó là cây bạc hà. Cây bạc hà. Bạc hà. Đội trưởng mời bạn tiếp tục. Bạn cho biết loại cây nào có thân ăn được? Rau bí. Rau bí. Tiếp tục mời bạn Hoàng Anh. Em cho rằng đó là rau cải. Loại cây có thân ăn được? Cây rau cải. Còn gì nữa đâu bạn? Loại cây có thân ăn được? Em nghĩ là cây giá. Cây giá. Cây giá. Mời bạn Minh Đức, loại cây có thân ăn được theo bạn đó là cây gì? Cây măng. Cây măng. Cây măng. Mà bạn nghĩ rằng trên bảng này có người đồng tình với bạn hay không? Em nghĩ là có. Có. Măng. Mời đội ngũ Duyên Hội. Đội trưởng, bạn cố gắng trả lời cho đúng để tiếp tục giành số điểm trên bảng. Rau cần. Rau cần. Cây rau cần. Mời đội ngũ Duyên. Với một đáp án duy nhất của đội trưởng, các bạn sẽ giành được điểm hay không? Ý kiến riêng của bạn là gì? Nghĩ là rau tần ô ạ. Rau tần ô của bạn. Nghĩ là cây xả. Cây xả bạn. Em cũng nghĩ là cây tần ô. Cây gì có thân ăn được? Đội trưởng, bạn hãy quyết định để chọn một đáp án ghi số điểm trên bảng. Đáp án của các bạn là cây. Cây tần ô. Đội trưởng đã chọn cây tần ô. Đó là ý kiến của hai người, của bạn và của hai bạn gái. Yeah. Chúng ta xem cây ăn được thì có rất nhiều. Những vấn đề là đáp án của các bạn có trùng với số đáp án còn lại trên bảng hay không và điểm có thuộc về các bạn hay không? Cây tần ô. Điểm thuộc về đội nắm chắc cơ hội. Các bạn đã đưa ra hai đáp án, một đáp án tầng ô và cây xả. Đội trưởng đã chọn tầng ô và các bạn đã không ghi được điểm. Bây giờ chúng ta xem cây xả có trên bảng hay không. Đáp án thứ năm. Các bạn không nghĩ ra cái chuối này, cái chuối người ta ăn sắc ra để làm gỏi. Ăn bún bò Huế bao giờ chưa? Dạ, ăn rất nhiều lần rồi, trong đó người ta sắc chuối ra làm gỏi phải không? Chuối và cả bông chuối nữa. Dạ. Đáp án thứ sáu. Sau đây chúng ta bước sang câu hỏi thứ hai của vòng một. Xin mời thành viên thứ hai của hai đội. Mời hai bạn bắt tay nhau. Chúc hai bạn may mắn. Cảm ơn anh. Câu hỏi thứ hai của vòng 1 cũng được khảo sát 100 người và có 8 câu trả lời của nhiều người được chọn làm đáp án. Số điểm của mỗi đáp án vẫn chính là số người đồng tình với nó. Mời hai bạn giành lấy quyền ưu tiên kiểm soát bảng điểm cho đội mình. Các bạn hãy suy nghĩ một tí về chữ cát nha. Người ta thường dùng cát để làm gì? Mời bạn. Làm thủy tinh ạ. Làm thủy tinh. Hay lắm, còn mỗi đáp án có nhiều điểm hơn nữa. Mời bạn. Để làm nhà. Để làm nhà. Mời các bạn trở về vị trí. Người ta dùng cát để làm gì bạn? Để làm gạch ạ. Để làm gạch. Vâng. Bạn thấy người ta dùng cát để làm gạch, trộn với xi măng để làm với gạch. Chúng ta xem đáp án của bạn có ai đồng ý hay không. Để làm gạch. Không ai nghĩ giống như bạn cả. Mời bạn. Dùng để làm đồ gốm ạ. Dùng cát để làm gì? Để làm đồ gốm. Mấy người đồng ý với bạn nào? Làm đồ gốm. Không ai đồng ý với bạn hết. Mời đội nắm chắc cơ hội hội ý. Đội trưởng, bạn hãy bình tĩnh mà trả lời. Người ta thường dùng cát để làm gì? Cát, cát, cát. Dùng cát để làm gì?
ý tưởng rất là dễ thương và ngộ nghĩnh. Đồng hồ cát đó. Đồng hồ cát. Hay lắm. Có một người đồng ý với bạn mà bạn cũng cái gì nữa tạo cho đội cái của mình có cơ hội tiếp tục trả lời nữa. Năm ơi, anh Đào. Người ta thường dùng cát để làm và làm điện. Bạn anh Đào vừa trả lời là người ta dùng cát để làm điện. Điện. Mời đội nắm chắc cơ hội. Chào các bạn. Đội trước, sẵn sàng nào? Dạ. Người ta dùng cát để làm gì? Thường dùng cát để làm gì? Để làm tranh cát. Để làm tranh cát. Còn bạn thì bạn nghĩ rằng người ta thường dùng cát để làm gì? Em nghĩ là dùng để lọc nước. Để lọc nước. Còn bạn thì sao? Bạn thấy là người ta thường dùng cát để làm gì? Em nghĩ có thể là làm bãi biển nhân tạo chẳng hạn. Làm bãi biển nhân tạo. Bạn? Em nghĩ là cả tranh cát và cả lọc nước. Cát có cái tác dụng rất tốt. Cát là để lọc nước. Dạ. Và gì nữa? Và nhưng mà một thôi. Một. Nào bạn hãy chọn một đáp án để ghi điểm. Mời đội trưởng. Tranh cát ạ. Để làm tranh cát. Người ta thường dùng cát để làm gì? Và câu trả lời này rất quan trọng để chúng ta biết rằng điểm trên bảng sẽ thuộc về ai. Tranh cát. 96 điểm thuộc về đội nắm chắc cơ hội. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta theo dõi các đáp án còn lại trên bảng. Người ta thường dùng cát để làm gì? Đáp án thứ 5. Đội nắm chắc cơ hội có vẻ như là rất là rành về công dụng của cát. 6. Bảy. Ví dụ như là đậu phộng. 8. Thưa quý vị, xin mời quý vị và các bạn theo dõi vòng 2 của trò chơi chung sức. Thành viên thứ 3 của hai đội, xin mời. Mời hai bạn bắt tay nhau. Chúc may mắn, chúc may mắn. Chỉ có một câu hỏi trong vòng này và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người. Có 7 đáp án đang trên bảng. Đó là 7 ý kiến của nhiều người. Và số điểm của mỗi đáp án vẫn chính là số người đồng tình với nó. Các bạn sẵn sàng nhé. Các bạn đừng có trả lời đến cái đáp án rượu nha. Ngoài rượu ra các bạn hãy cho mọi người biết một sản phẩm của quá trình linh. Mời bạn. Bia. Em nghĩ là bia. 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 Hay quá, mời các bạn trở lại vị trí. Một sản phẩm của quá trình linh này là sản phẩm nào mà người ta phân tích bằng quá trình đòi hỏi nó phải có một sự linh mới ăn. Rượu bia là có cái gì đó bạn? Da ua. Em da ua. Da ua. Quá hay nào đối trưởng. Một sản phẩm của quá trình lên men. Giấm ạ. Giấm. Giấm. Tuyệt vời. Mời bạn Hoàng Anh. Một sản phẩm của quá trình lên men. Em nghĩ là bột trộn để làm bánh mì. Bột bột mì. Bạn gọi đó là gì? Bánh mì. Bánh mì. Dạ. Bánh mì. Mời bạn. Một sản phẩm của quá trình lên men. Em nghĩ là nấm. Là? Nấm. Là nấm à. Nấm. Cái nào ở nhà thuốc Tây trừ thuốc ra? Em nghĩ là cồn. Cồn. Bạn? Em cho là sữa. Sữa. Đội trưởng. Đội trưởng xin thay mặt toàn đội lựa chọn đáp án sữa. Sữa. Bạn chọn sữa. Sữa là đáp án của đội nắm chắc cơ hội. Chúng ta xem với đáp án sữa nắm chắc cơ hội có thật sự nắm chắc số điểm trên bảng hay không. Các bạn có nghĩ là sữa không? Có nghĩ là sữa không? Sữa. Sữa. Chúc mừng các bạn. Các bạn đã được cộng thêm 246 điểm. Chúng ta đành xem. Mời ngẫu nhiên. Mời ngẫu nhiên và tất cả các bạn cùng xem
đáp án còn lại trên bảng. Đáp án thứ ba. Đáp án thứ ba. Bạn tiếc quá hả? Tại sao hồi nãy không đưa ra cái đáp án đó cho đúng? Năm. Và chúng ta đã biết trước đội nào là đội chiến thắng. Và hiện giờ chúng ta biết rõ hơn, đội chiến thắng là đội nắm chắc cơ hội đã giành giải thưởng sau 4 vòng thi đấu, đó là 671 điểm, tương đương 6.710.000 đồng. Chào đội Ngẫu Nhiên, các bạn cảm thấy thế nào? Tiếc. Tiếc. Nhưng mà tôi nghĩ là các bạn có vui. 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 Gặp anh là trò vui. Trò chơi rất là thú vị. Tuy các bạn không chiến thắng nhưng mà chúng ta vui thế nào. Chúc mừng và cảm ơn các bạn đã tham gia trò chơi. Cảm ơn các bạn. Chúng ta đã có một kỷ niệm đẹp và ngoài ra thì còn một phần quà của nhà tài trợ dành cho các bạn để kỷ niệm nữa nào. Mời các bạn nghe nhận. Chào đội nắm chắc cơ hội, chúc mừng các bạn đã có một giải thưởng rất lớn. Và bây giờ các bạn sẽ cử hai thành viên để bước vào vòng đặc biệt với giải thưởng 10 triệu đồng nữa. Nhưng bây giờ thì xin mời các bạn nhận mỗi người một phần quà của nhà tài trợ Vinamilk trước. Mời các bạn. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi vòng đặc biệt của trò chơi chung sức hôm nay với hai thành viên của đội nắm chắc cơ hội. Mời hai bạn. Hai bạn sẽ giành được giải thưởng 10 triệu đồng của vòng này nếu hai bạn trả lời tốt 5 câu hỏi của vòng. Yêu cầu là hai bạn phải đạt được tổng số điểm 200 điểm. Và một người trả lời trước, một người trả lời sau. Ai là người trả lời trước? Em. Xin mời bạn vào trong chờ đợi. Bạn sẽ có 20 giây để trả lời 5 câu hỏi này và cố gắng tận dụng tốt nhé. Thời gian dành cho bạn chỉ bắt đầu được tính sau khi tôi đọc xong câu hỏi thứ nhất. Vì vậy bạn cố gắng thật là bình tĩnh trả lời. Tôi sẽ đọc chậm chậm câu thứ nhất. Bởi vì thời gian tôi đọc câu thứ nhất sẽ không được tính. Và sau khi tôi đọc xong thì thời gian bắt đầu được đếm. Còn đồng đội của bạn đang chờ bên trong sẽ không nghe được những gì bạn trả lời ngoài đây. Đấy là luật của bộ này. Bạn sẵn sàng nhé. Kể tên một tạp chí có cung cấp cho phụ nữ những mẹo vặt về thưởng thức gia đình. Tạp chí tiêu dùng. Theo bạn khi mua đội mũ bảo hiểm xe máy người ta thường chú ý đến điều gì? Màu sắc. Nói tới tranh đồng hồ bạn sẽ nghĩ đến ngay bức tranh nào đầu tiên? Đám cưới chuột. Kể tên một thực phẩm hay gia vị được chế biến từ hạt đậu nành. Sữa đậu nành. Thường thấy loại sinh vật biển nào thường bị sóng đánh dạt vào biển? Sứa. Chúc mừng bạn đã hoàn thành 5 câu trả lời của mình và bây giờ bạn quay lại xem bạn đã ghi được bao nhiêu điểm. Lần lượt từng đáp án và số điểm của các đáp án của bạn sẽ hiện lên và bạn sẽ biết được số điểm của 5 câu trả lời của mình. Kể tên một tạp chí có cung cấp cho phụ nữ những mẹo vặt thưởng thức gia đình, đó là câu thứ nhất và bạn đã trả lời là tạp chí tiêu dùng. Và đáp án này có bao nhiêu người đồng ý với bạn? Không có ai. Câu thứ hai, theo bạn khi mua mũ bảo hiểm xe máy người ta thường chú ý đến, người ta cần chú ý đến điều gì, thì bà đã trả lời là chú ý đến màu sắc. Vì bạn là phụ nữ cho nên bạn quan tâm tới màu sắc để vừa an toàn mà vừa đẹp. Khảo sát 5 người đồng ý với bạn. Câu thứ ba, nói tới tranh đồng hồ bạn sẽ nghĩ đến ngay bức tranh nào đầu tiên? Bạn biết gì tranh đồng hồ, bạn từng xem tranh đồng hồ nha. Chương trình TV thì hay có các cái tranh dân gian thì họ có chiếu các cái tranh dân gian đồng hồ. Vì vậy cho nên bạn trả lời là đám cưới chuột. Đám cưới chuột. Bạn nghĩ là bao nhiêu người đồng ý vậy bạn? Dạ cũng nhiều, tại vì cũng có một bài đấy hát. Đây là bức tranh rất nổi tiếng, dạ. Tiêu biểu phải không? Khảo sát 34 điểm, chúc mừng bạn. Rất cao. Câu thứ tư, để ta một thực phẩm hay gia vị được chế biến từ hạt đậu nành thì bạn đã trả lời là sữa đậu nành. Khảo sát 16 điểm. Đây cũng là một điểm khá cao. Câu cuối cùng, câu thứ 5. Bạn thường thấy loài sinh vật biển nào thường bị sóng biển đánh dạt vào bờ? Bạn đã trả lời là sứa. Và sứa mấy điểm? Dạ, hy vọng cao cao. Có bao nhiêu người đồng tình nào? Sứa.
31 người đồng tình với bạn. Rất tốt, bạn đã có 86 điểm và phần còn lại là 114 điểm. Đó là việc của đồng đội của bạn. Bây giờ xin mời bạn trở về vị trí. Dạ. Xin mời thành viên thứ hai. Chào bạn. Bạn sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Và hãy trả lời lại 5 câu hỏi mà tôi đã hỏi đồng đội của bạn. Hồi nãy giờ bạn đã nghe gì? Nghe nhạc à? Nghe nhạc thôi. Có nghe câu hỏi gì nào ngoài đây không? Dạ, không. Không nghe. Có gì tốt. Nghe được. Dạ. Đó là luật của trò chơi chung sức. Và bạn sẽ trả lời lại 5 câu hỏi tôi hỏi đồng đội bạn. Dạ. Với thời gian là 25 giây. Bạn có nhiều hơn 5 giây bởi vì bạn phải làm một việc khó hơn, đó là bạn không được trả lời trùng ý với đồng đội mình. Khi bạn trả lời trùng ý một đáp án nào đó thì bạn sẽ nghe tín hiệu nhắc nhở, đó là tín hiệu. Tín hiệu đó bảo rằng bạn phải thay ngay đáp án khác hoặc là bạn nói cho qua. Bạn có quyền nói cho qua khi gặp một câu hỏi bạn chưa tìm được đáp án nhanh và dạ. Câu hỏi đó tôi sẽ tự động đọc lại khi thời gian còn cho phép. Bạn rõ rồi chứ? 25 giây dành cho bạn để trả lời 5 câu hỏi này chỉ bắt đầu được tính sau khi tôi đọc xong câu hỏi thứ nhất. Vì vậy, để tạo điều kiện cho bạn, tôi đọc chậm câu thứ nhất. Dạ. Đến khi dứt câu hỏi thì thời gian mới đầu được tính. Dạ. Bạn nghe cho kỹ, cho rõ rồi bạn trả lời nhanh. Dạ. Nha. Dạ. Cố gắng tận dụng câu hỏi thứ nhất cho tốt. Okay. Dạ. Câu thứ nhất đây. Kể tên một tạp chí có cung cấp cho phụ nữ những mẹo vặt về thưởng thức gia đình. Tạp chí phụ nữ. Theo bạn, khi mua mũ bảo hiểm xe máy, người ta cần chú ý đến điều gì? Mũ có được chứng nhận về chất lượng hay không? Và khi nói tới tranh đồng hồ thì bạn nghĩ đến ngay bức tranh nào đầu tiên? Tranh chú bé Trân Châu. Kể tên một thực phẩm hay gia vị được chế biến từ hạt đậu nành? Đậu phụ. Bạn thường thấy loài sinh vật biển nào thường bị sóng biển đánh dạt qua bờ? Sứa. Bạn đã trả lời xong 5 câu hỏi, nhưng mà câu thứ 5 của bạn đã trả lời trùng ý và cũng vừa hết thời gian, cho nên bạn không có cơ hội để bạn trả lời lại câu thứ 5. Bây giờ mời bạn quay qua phía sau. Bạn hãy nhìn lên bảng điểm và chúng ta sẽ biết được đội của bạn có giành được 10 triệu đồng của vòng này hay không. 86 điểm đã được ghi và bây giờ bạn phải ghi cho được 114 điểm nữa. Câu thứ nhất. Kể tên một tạp chí có cung cấp cho phụ nữ những mẹo vặt về thưởng thức gia đình. Bạn đã trả lời là tạp chí phụ nữ. Chúng ta xem có bao nhiêu người nghĩ giống như bạn. Khảo sát 13 người đồng ý với bạn. Chỉ có đến 35 người trả lời là tạp chí tiếp thị gia đình. Câu thứ hai. Theo bạn, khi mua bạn khảo sát 34 điểm. Được rồi. Bạn nhé, đây là số điểm cao nhất. Câu thứ ba, nói đến tranh đồng hồ, bạn sẽ nghĩ ngay đến bức tranh nào đầu tiên? Thì bạn trả lời là chú bé Trân Châu. Và bức tranh này có bao nhiêu người đồng ý với bạn? Khảo sát 14 người. Đây là một số điểm khá cao. Và đồng đội của bạn đã trả lời là đám cưới chuột. Đó là đáp án được nhiều người đồng tình nhất cho câu hỏi này. Còn 53 điểm nữa, các bạn sẽ giành được chiến thắng. 53 điểm không phải là số điểm lớn, và vì vậy bạn hãy hy vọng đi, các bạn hãy hy vọng đi. Câu thứ tư, kể tên một thực phẩm hay gia vị được chế biến từ hạt đậu nành. Bạn đã trả lời là đậu hũ. Với đáp án này, bạn mà ghi được 53 điểm nữa thì sẽ chiến thắng. Có bao nhiêu người đồng tình với bạn nào? Khảo sát 38 điểm. Đây là đáp án có số điểm cao nhất. Ủa, thế còn câu cuối cùng? Câu cuối cùng chúng ta sẽ biết. Bạn thường thấy loài sinh vật biển nào thường bị sóng biển đánh dạt vào bờ biển? Bạn trả lời là sứa. Sứa thì trùng với đồng đội của bạn và bạn không ghi được điểm. Vì vậy còn 15 điểm nữa thôi mà các bạn không vươn tới, và chiến thắng không thuộc về các bạn trong vòng đặc biệt này. Thưa quý vị và các bạn, trò chơi chung sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây phối hợp thực hiện với sự tài trợ của Vinamilk tuần này xin được phép kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại 8 giờ tối thứ ba tuần sau.